Hưng Yên bắt đầu bắt đầu tiên bắt đầu long cầu bắt bắt các bác thương long cầu các tuổi nhưng mà đánh rất đều đánh rất kỹ thuật không phải tâm lý đâu đánh uống rượu mà tâm lý cái gì thở máy lên có phải anh kia anh kia ngồi đây thuyết minh thoải mái anh kia đây sửa và khác đúng không anh 1 năm ngày thành lập câu lạc bộ bóng chuyền hơi hôm nay rất vinh dự được đón tiếp các vị khách mời trong xã cũng như ngoài xã đang giao lưu xét đầu tiên mấy điểm rồi 2-0 nghiêng về Long Cầu Đoàn Đào Phú Cư Hưng Yên còi kém anh ạ có còi đấy anh Hồng đấy đội trưởng ta đi đâu ta có còi trong túi rồi trận đấu bây giờ mới đang vào nhịp mới là quả thứ 3 bóng trong sân điểm bóng cho Long Cầu 3-0 Vi Văn cố lên hôm nay sinh nhật vào chiến mạnh lên nhảy đi đập đi không dẫn vạch thì được rồi đánh đấy có mỗi Bắc Giang là U60 nên còn bên kia thì toàn thanh niên trẻ rồi ném bóng không thành công mời hai anh vào uống nước để chuẩn bị anh em giao lưu vào đi đưa người trong nhà bố vợ ăn đập cưới bố vợ đi đập cưới bây giờ đây rồi tình hình hôm nay khác hôm qua đã test thử như thế rồi hôm nay sao lại không giống nhỉ hôm nay lại qua gió to nên không có gió có gì đâu đoàn anh em trong nhà ngồi ngoài cổ vũ mình phải oánh phải nhiệt tình đấy đấy sao lại tránh ra đằng sau không có gì cả mình tránh trời đang có gió còn bóng Vi Văn thì được cái mặt sân thì nó không được như ý vì điều kiện là mặt bằng như các sân khác cứu bóng thì nó rất nguy hiểm nên là các bác để ý quả bóng nào mà nó xa quá thì bỏ đi đấy bóng con ra đi con bóng rất hay cao lên tí không oánh mình leo luôn đi điểm số là 6-1 nghiêng về Long Cầu phát bóng đấy quá hay luôn bóng sang các bác đã đi giao lưu câu lạc bộ người cao tuổi khác đánh tâm lý hay lắm bắn thấp bóng bắn sai về sau vào ấy ngoài biên tập đấy xin chào các bạn hôm nay đội bóng chuyền hơi Vi Văn sinh nhật lần thứ nhất hôm nay giao lưu với cả các đội bạn tỷ số là 7 mốt mình nhanh thì chốc rượu say ai về vui vẻ phải có thằng đi cùng thì khênh về chứ tính hết rồi có người khênh về hôm nay thì ban tổ chức hôm nay là phải thông cảm Vi Văn hơi tâm lý bác vì hôm nay sinh nhật chắc vợ quá tặng gì rồi thế hôm nay là nặng nhằng lắm sinh nhật thì bao giờ có quà cũng có người hôm nay được quà có người được từ hôm qua ai mà có quà từ hôm qua thì hôm nay đánh loạn choạng này tập trung tuổi cao rồi tuổi cao nhưng sức không yếu ai bóng trong sân bốn tám
điểm bóng, phát bóng cho bên Vi Văn, phát bóng. Vào thôi. Đúng là không gì bằng kinh nghiệm, không gì bằng có hơn nhau tuổi, hơn nhau về cái kinh nghiệm, hơn nhau về độ dày dặn rất nhiều. Không qua lưới, quả bút không qua lưới. Chưa hết được. Vẫn đang trong quá trình trình lửa xét đầu tiên thì nó vẫn có cái nào thì đó mà nó chưa được chính xác theo ý. Xét thứ hai thì nó mới nhuần nhuyễn. Đánh một xét băng rào nhá, xong rồi đổi người luôn đấy. Vâng, đổi bên các những anh em câu lạc bộ trong xã. Chư Vi Văn tạm thời ngồi làm cổ động viên để cho các khách tham hộ. Dạ, tám đẹp. Điểm số đang là 8 đều. Hai củ lạc thôi. Hai củ lạc cũng bia rồi. Lạc luộc rồi. Bỏ rồi, bỏ rồi. Chung là vị trí nào bây giờ cũng rất là cẩn thận, cũng rất là sắc. Không có vị trí nào lỏng cả. Không ngoài đâu, bóng rơi kiểu con dầu do nên không ngoài đâu. Bắn rồi, chân tay rồi. Quá hay. Vạch chân trái. Điểm số là 9-8. Đang nghiêng về Vi Văn. Bắt bóng không thành công, 9 đều. Vỗ tay. Bóng này mới mà đánh như thế. Chưa bóng rồi, ông Giao. Đội ông Giao. Ông Giao. Xong rồi. Được. Quê ông Giao. Đoàn nào? Đoàn nào? Đoàn nào? Sao sao rồi, bình tĩnh rồi. Mọi thứ nó đều bất ngờ. Rồi, không có gì hết. Mọi thứ đang phải diễn ra rất tuyệt vời. Ăn quả trả quả đánh như các sao của cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. 9-10 rồi. Thời tiết này rất đẹp. Sắp hết nắng rồi. Rồi, bóng ra ngoài. Rồi đều. Rồi đây. 10 đều cho hai đội. Ai? Quyền này canh làm cách quen giữ bóng lại. Rồi, phía đây. Đúng rồi, còn thắng rồi. Thì, 11-10. Điểm phát bóng cho Long Cầu. Có ít nhiệt thấp nhá, bản trong này nó thấp không chịu sữa đâu. Phải lý của khe sân khó. Rồi 11 đều cho hai đội. Bóng ngoài. Điểm phát bóng cho Vi Văn, 12-11. Rồi.
sang rồi. Cong tay lên nào. Chưa. Nghe là có bóng này. Hai đội đứng thở này kinh nhỉ. Nghe chừng đó. Con hỏng quả này thôi, nhưng không sao. Hai đội đứng thở, đứng thở, chỗ này thì hôm qua cũng không có gì, chỉ uống bia thôi, không có gì cả. Cố gắng lên. Hay chưa? Không. Bắt vào. Hay lắm. Bóng rất tốt. Không vấn đề, những quả đập như thế thì không giải quyết được gì với các bác ạ. Thôi. Tập trung đấy, tập trung đấy đấy. Chắc tay trước là hỏng bóng đấy, chắc tay trước. Điểm bóng 12, 13. Vi Văn vẫn đang dẫn điểm nhá. Vẫn còn thành công. Không phải là không đấy. Ông hai bên giống nhau với nhau. Hai bên này Lên. 14, 12, điểm phát bóng cho Vi Văn. Long cầu đang đổi người, đổi vị trí. Bóng ra này, bắt đầu. Hay, quả bóng này thì quá bất ngờ luôn. Điểm phát bóng 15, 12 cho Vi Văn. Rất dẻo nhưng con cực kỳ dẻo. Con cứu đi. Điểm bóng cho Vi Văn 16-13. Hay quá. Phát huy của phép xét ăn điểm nào. Đấy, biết ngay ở cái sân này này các bác đánh sâu ra ngoài là nguy hiểm lắm. Không thành công. Lại lại tiếp tục long cầu đang đổi vị trí rồi. 17-13. Chém mạnh vào. Cho nhảy thì chém được. Tại sao năm nay mới có 32 tuổi đập quả bóng nó tạch tạch thế nhỉ? Căng lỗ lắm. Bóng thì xếp hàng ngoài thì một nhiều sao mà phải ngại. Cứ đập căng tay làm sao phải run run. Ba cái đỡ được hết. Đấy, quả này là quá thành công, quả này bắt tay nhau cái đi. Quả này bên cẩn. Thành công một quả phải quay lại bắt tay cười cho nhé đấy. 18-13. Điểm số đang nghiêng về Vi Văn. Bóng còn. Bóng rất đẹp. Anh bỏ rất đồng đội nhé. Không thành công. 19-13. Điểm phát bóng Vi Văn. Đấy, quả lêu sau đầu đấy, đẳng cấp không? Mỗi tội bên kia không hiểu ý nên không vào được quả đấy. Rồi, thành công đấy, giờ đầu thành công đấy, sau một loạt vẩy bóng nhưng không thành công, bây giờ bắt đầu mới lấy được phong độ đấy. Mới đầu một phút bóng đấy. Điểm số đang là 19-15. Bóng ngoài sân 20, xếp bồi ơi.
Sau sinh nhật lần này thì mong sao Vi Văn giao lưu đâu thắng đấy. Chứ tình hình là cả một năm rồi đi giao lưu là còn mang Vi chưa cất đi rồi. Điểm bóng phát bóng cho lắc cầu 16-20. Chân vai chơi. Chưa vai chưa vai. Số nhìn đi vạch kìa. Nhảy nhảy đánh lại rồi. Thôi thôi tình hình phát bóng lại. Phát bóng lại. Bên này phát. Bên 16. 16-20. Bắt vào vạch em sang đây này. Rồi ok phát bóng. Đúng rồi, những cái bắt nó gọi là để tình hình giao lưu lấy tinh thần. Được, quả bỏ bóng rất là kỹ thuật. Quá tuyệt vời, điểm bóng cho Long Cầu 17-20. Có nhẹ thế. Được. 18-20 rồi. Long Cầu đang lên bóng rất là hay. Vi Văn có một set boy rồi nhưng mà không thành công. Em bé. Ôi. Em bé. Kết thúc set đầu tiên. Vi Văn 21, Long Cầu 18. Rồi, set thứ hai bắt đầu. Phát luôn rồi à? Vào rồi. Rồi, 1-0. Rồi, cho cả hai đội. Đi vào đã. Bóng trong sân à? Đây này không nhìn thấy. Bóng trong sân. Điểm bóng cho Long Cầu 2-1. Tốc độ đánh tốc độ nhá, mình trẻ hơn đánh tốc độ nhanh lên tí đây. Hay. Tay dài điểm quả bóng rất là hay, quả bóng rất là hay. Hai đều. Đổi bóng, điểm bóng cho Vi Văn. Đầy sát lắm. Tập trung vào đập bóng này, đập bóng đi. Cái gì? Rồi, thầy góc đấy. Bốn bên này. Ở đây đánh ít. Hoàng gặp anh hỡi em thì đánh tí. Vào được rồi bác này. Em cũng chẳng cần đấm đâu, em cũng nhiều cái rồi. Điểm bóng cho Long Cầu, phát bóng 3 đều. Điểm không? Đấy, phiên nhảy rồi. Tốt lắm. Vít bóng không thành công. Đổi bóng cho Vi Văn phát bóng 4. Thật quá. Đánh bóng to thì đánh bóng to ra. Ừ, đánh đi. Có bóng mềm đấy. Mềm nhưng to lên tí. Nhảy rồi, đạt nhảy rồi. 4-5. Điểm phát bóng cho Long Cầu. Bóng ngoài sân. Đều vỗ tay nào. 4 đều. Long Cầu phát bóng. Ném thì nhìn rất là đẹp. Rồi, thế là một đường bóng đi vào ba ngực.
Mạnh rất hay, 65. Một viên đạn chết ba người. Đạt này tình hình đầu bếp xem cái món tiết canh nào nhá. Không đông rồi, bắt bóng phải không rồi. Bắt bóng không thành công. 75. Long cầu phát bóng. Không không được nói anh em đánh đánh thôi. Hỏng thì chuyện bình thường. Nhẹ thôi, đúng rồi, đấy ra nhẹ nhàng không đâu. Tiếp luôn. Chém xuống. Không chém được à? Qua tép thử thì đập nguyệt môi ra mầm, nay đánh chẳng tí môi à. Đây rồi. Thìm nắm quà hồ ép đập thì không sao mẹ. Đấy ạ. Đập cứ mắc rồi. Không cần mất sức vừa ra được điểm. Chứng tỏ là oánh rất hay. Đổi bóng cho Vi Văn. Không sang rồi. Bên họ toàn bắn một viên đạn trúng ba đích. 86. Điểm phát bóng cho Long Cầu. Bác Long Cầu lôi cầu nong. Nhầm lôi nong. Vâng, Long Cầu đây. Rồi. Tuyệt vời đấy. 70 và đều bóng vào rất đẹp, giỏi hay quá. Đây, hai quả rơi vị trí không cần. Tuyệt vời, tuyệt vời. Cầu thủ kia này hóa rất. Hôm qua tập đúng chỗ này. Vi Văn gặp Long Cầu. Long Cầu gặp Vi Văn. Tại sân Vi Văn, khu dẫn dẫn dân mới. Giá đất bây giờ đang lên vồn vọt. Hôm trước thì rẻ, hôm nay đắt thế. Từ khi có sân bóng chuyền, đất lên là mầm. 8 đều. Chưa có ai. Anh phải nghe còi không quen à. Đi dâu đi gấp đây đúng không? Muốn nghe còi quên à. Rồi. Hay lắm. Con ở đây xem đi. Đổi bóng cho Long Cầu phát bóng 98. Ném bóng không thành công. 18. Cố gắng mấy thanh niên trẻ cố gắng rút oxy sớm đi. Rồi. Không thành công. 90. Điểm phát bóng cho Vi Văn 90. Phát bóng cho cái tiếng cười gạch chứ. Phát hay quá. Đang dây đỏ. Rồi, cứ đứng nhìn bóng vậy đi. Muốn quan sát chân người ta đi vào nào. Cứ đứng nhìn mấy hồn được trong làm gì. Thôi. Điểm bóng cho Long Cầu phát bóng 11. 10. Rồi. Thôi được, hai quả thôi. Chuyển hướng đi. Chuyển sang đập đi, không bỏ nữa. Không cần công. Không cần. Chốc gặp anh Dũng rồi công, gặp anh Thanh rồi công. Điểm bóng Long Cầu 12-10. Long Cầu đang dẫn điểm. Chém. Tôi bảo chém thế, tôi bảo cắt đâu. Cắt. Chém như nào mà cắt nào mà hiểu thế rồi. Sai rồi, sai cái kỹ thuật đúng rồi. Sai từ ấy rồi, sai coi như mật khẩu rồi. Rồi, điểm bóng Long Cầu 13-10. 13-10 rồi. Tình hình Vi Văn đất đang sốt nhá. Ok, đất lên rồi, 4 tỷ rồi, ngày mai 4 tỷ 120 triệu. Ném bóng không thành công. 14-10. Tình hình này lại vào chung kết rồi. À, hay lắm. Bóng phát tình không qua lưới. Bóng không muốn đi. Đổi bóng cho Vi Văn phát bóng 11-14. Rồi phát cứ căng tay ra, cho nó thoải mái. Bóng này nó rắn nó không đi đâu. Bóng không thành công 12-14. Điểm Vi Văn phát bóng. Bình tĩnh, Long Cầu đang đổi vị trí.
15-11. 12-14. Rồi. Vi Văn phát bóng. Trọng tài thổi còi to tí. Không chưa hết đâu, có cái tình hình hai đưa non bia đi. Không thấy nghe thì còi nó nghe nó không được nét lắm. Còi thì vừa mua. Vừa mua 50.000 ba chiếc không? Đấy, khuyến mại hôm nay vào sinh nhật thì người ta khuyến mại. Mình coi là khách tiềm năng của cái shop thể thao rồi. Đấy lại còn rẻ hơn 10.000 cái. Rồi, không thành công. 13-14. Vi Văn đang đuổi điểm rồi. Đập. À, lẽ rồi không đập rồi. Cứ đập thử quá sao nào. Đập toàn trượt. Rồi, có bắt. Vẫn còn bóng nha, còn bóng này. Người đánh rất các bác có tuổi đánh thôi không làm thế. À, thôi nhưng còn đi cố. Thôi rồi thôi còn làm gì khác. Rồi, điểm bóng 16-15-13. Long cầu phát bóng. Nhìn nhàng thôi, tình cảm thôi. Ôi giời ra đi nhìn đấy. Không sao, 16-13. Điểm phát bóng cho Long cầu. Không sao, không sao. Được bình thường. Nhiều khi nó vì cái nhỡ nhường nhau là bình thường không có gì cả. Đấy là bình thường trong bóng chuyền. Cố kia một lối kia. Tập trung. Đấy, đấy. Ok. 17-13 cho Long Cầu. Hôm nay câu lạc bộ Vi Văn tiếp câu lạc bộ Long Cầu, thôn Long Cầu, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, thành phố Hưng Yên, tại sân khu dân cư mới Vi Văn. Một khu dân cư vừa gọi là đất vàng của Liên Phương. Thứ nhất lầu 9, thứ hai Vi Văn, thứ ba không chỗ nào biết. Rồi, kiên chuyển bắt phương 1 rồi. Kiên vòng bi oánh rất là nhanh. Tuyệt vời. Quả cứu bóng đi vào lòng đất. 18-13. Quả cứu bóng đi vào lòng đất. Số đang chênh nhau 5 điểm. Đi nào. Chưa nhẹ nhàng thôi. Để họ đi. Vi Văn sức trẻ đâu, đập đập căng tay ra nào. Đấy. Căng tay vào. Các bác cũng đang thích căng căng tí. Đấy. Các cụ vẫn thích căng lắm. Rồi, thành công với quả. Vút bóng rồi, 19-13. Rồi. Rồi, quả sang bóng kinh nhỉ. Thôi. Thay người phải khác ngay. Vào sân tốt lắm. Được. Chém. Không chém đâu. Chém lại vào lưới. Cười. Đánh bông. Cười sướng. Đừng đùi sâu quá. Ok. 20 rồi. Xét quay cho Long Cầu. Nhìn tay bắt này. Điểm này. Đấy. À, sát quay hỏng 14-20 cho Vi Văn. Và chung kết rồi. Hay rồi. Rồi chung kết đánh 15 nhá. Xét 15. Rồi vào quay ở Liên Phương, sau Liên Phương. Ai vào được mà cứ vào đánh đi, đánh 15 điểm, 8 quả đổi sân. Bây giờ Long Cầu phát bóng. 15 quả thôi. Rồi Long Cầu đổi người. Cháu
Ây da. Sao quay xa thế? Quay vào lưới à? Có 15 quả đâu anh, tốc độ 80 km/h đấy. Không quay 50 nữa. Đấy, bóng ngoài sân trong sân không biết, cái này việc trọng tài. Sắc là sắc 3. Đội nào thắng rồi? Ăn rồi thế là đều. Một đều, sắc 3. Hôm nay Tuấn đặt điểm cho bác ấy. 1-0, đúng rồi, 1-0 rồi. Đéo, mấy thằng nó đập cho bên này đỡ đéo được. Rồi, không bình tĩnh này, không gì cả. Nhẹ nhẹ thôi. Vâng. Chưa được người ra ngoài. Cháu biết đâu, bữa đấy tôi xem một chút. Tôi đứng ra cạnh đi. Bây giờ là đội hình yếu. 2-0. Điểm phát bóng cho Vi Văn 2-0. Đại cho đại kia vẫn yếu. Mẹ ông lại chọn toàn A1 nó làm gì? Phải có thằng nào bằng kia. Cho thắng vào đi. Không đập vào. Lên hết thì lên vào. Thắng vào đây, thắng vào đây. Thắng vào tay người cho nhanh. Anh em ơi. Rồi ok, tiếp tục. Vi Văn đã thay người xong. Vi Văn đổi người xong rồi. Nắp được chứ. Máy này thì không quánh. Không quay lắm à? Không đóng bếp không lắm à? Em vào người xe. À thế à? Thế để mai. 4-0 cho Vi Văn phát bóng. Ăn một lưng lương cái gì đấy, cần 3 lương thì làm sao được, đúng không? Vâng. Đi đám cưới mấy ngày này, cưới xin nghỉ không đi làm đâu. Ok. Vậy bóng không thành công, 5-0 cho Vi Văn. 5-0, 15-10 á. Thứ nhất là các cụ già rồi không đánh được, các cụ này không đánh được, cho thanh niên vào đánh. Đạt nó đập vào mẹ không tránh như đéo được. Không, mình không nghe thấy được. Nhưng mà... Chân dẫm vạch rồi. Quên. Về anh phải xóa ra. Chú ra kia chứ ngồi. Không đúng cái này nữa mà mình ta đứng thôi. Về xóa nó đi. Không, về đứng chú nó về. Về lồng tiếng khác. Không nói đi ra. Kết bóng rồi. Không leo được. 6-1. Bình tĩnh để Long Cầu đổi người đã. Chưa. Con ạ. Rồi điểm phát bóng cho Vi Văn 6-1. Nguyên hai thằng kia đứng số 4 thân âm là quá chắc rồi. Đấy. Đúng không? Giao với cả. Đó. May là không cắt tóc đấy. May là không cắt tóc, cắt tóc thì rát đầu lắm. Đổi phát bóng cho Long Cầu 6-2. 2-6. Rồi, bắt bóng không thành công, vung một. Vung mất bóng. 3-6. Điểm bóng Long Cầu. Rồi không sao không sao, mất bóng được bình thường, không phải là quả đá bắt được. Anh vào đây có nước. Vâng, xem tí thôi. Đi đâu đến tí một em. Đi. Xem mạch đấy, nhưng mà rất ít thôi. Ông này là ông chỉ liếm thôi, một tí thôi, nhưng mà thôi cũng bắt đấy. Đổi phát bóng cho Vi Văn 7-4. Thôi sao được. Thôi. À. Hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2024 là ngày sinh nhật 1 năm câu lạc bộ Vi Văn, thành lập câu lạc bộ Truyền Hơi tại khu dân cư mới Vi Văn. Câu lạc bộ Vi Văn rất vui và cảm ơn các câu lạc bộ trong xã cũng như ngoài xã đã đến chung vui và chia sẻ và giao lưu cùng anh em câu lạc bộ Vi Văn. Điểm bóng Long Cầu phát bóng 6-7 rồi. Độ ta lên nhanh đấy. Các bác cầu ánh rất bình tĩnh, không có sự bị giật mình. Đấy, giờ đánh này làm sao vào vạch được.
lại cao lại vào đầu bây giờ ờ vị trí vị trí đang chưa quay vị trí từ anh ở trên đi anh bây giờ mới ra đánh lên cao hai đội đang đánh set cuối cùng, set này set 15 quả, 8 quả đổi sân. Rồi, 7 đều, vỗ tay, Long Cầu đã lên đến 7 đều rồi. Tuyệt vời, tinh thần của các bác Long Cầu rất là tuyệt vời. Đúng là tinh thần thép. Có tuổi các bác có đánh ở ngoài sân, 8-7 đổi sân. Rồi, đổi sân đánh luôn. Rồi Long Cầu phát bóng. Bác đổi điểm đi. Bác đổi điểm 8-7 đi. Hả? Rồi lần kia lại. Rồi, tiếp tục. Đánh một hiệp sẵn nhà. Đánh Long Cầu trước thân là đánh một hiệp sẵn nhà. Còn nhá, bình tĩnh. Xong là lại cho đội sẵn nhà là đánh một đội. Nhà luôn. Còn hay lắm. Tám đều. Đổi cho Vi Văn phát bóng. Không nào đang đẹp, xấu đang đẹp thì sao mà đổi ý? Đang hai con củ lạc đẹp thế này mà đổi ý thì hỏng à? Người tham tiết kiệm. Ôi trời, vào chậm quá. Đổi cho Long Cầu phát bóng 9-8. Xem này cho 15 quả nhá. Chắc chiêu đi. Tiết kiệm đi, không có hoang phí nữa. Đấy. Được mạnh tay vào. Không thành công, 9 đều. Đổi bót bóng, phát bóng cho Vi Văn 9 đều. Đấy. Cái này trọng tài nói ngoài trong. Ngoài rồi. Ngoài sân. 19. Sân Vi Văn thì nó không được như các sân khác. Nó là gồ sống trâu. Và hai bên có gờ nên là các bác cố gắng không quá tham cứu bóng. Chạm tay rồi thì là 10 đều. Đổi phát bóng cho Long Cầu. Bây giờ là đang là 10 đều. Tất cả phải nhá, phải chắt chiêu từng quả một nhá. 11-10. Mời nhau thì mời nhau hai chén thôi, đừng mời nhau nhiều quá. Đấy, nhìn các bác vẩy cái đầu cổ tay đẹp không? Tập trung vào cho cầu công đấy. Bất sao thò tay của đấy quả đấy thì thôi cứ để bước hai. Ok tiếp tục 12-10. Không sao, đến giờ này là tròn 1 năm tuổi Vi Văn như thế là tuyệt vời rồi. Tỷ số đang là 12-11. Bóng rất hay, quả đẹp bóng rất hay. 12 đều, vỗ tay. Úi trời, bắt được quả này hơi đẹp đấy. Không giải, ném bóng một cái. 12 đều. Tiếp đi. 13-12. Từ nãy giờ lại cứ tập trung vào bóng rào. U70 nhưng không yếu đâu. 13-12. Thank you.
Đó. Bóng ngoài sân 13 đều của vỗ tay. Còn hai quả nữa thôi anh xem. Điểm số đang là 14-14 đều cho Long Cầu, Đoàn Đào, Phù Cử Nghiên và Vi Văn. Thành công, quả ném bóng thành công, quá là hay. Điểm bóng 15-14 cho Vi Văn. Quả bóng quá đẹp. 15-14. Vào việc. Sao không thành công? 16-15 tổng cộng. Bây giờ là